Sáng nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh tổ chức lễ phát động chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 liều cơ bản và nhắc lại năm 2022. Tham dự có ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh. Phát biểu tại lễ phát động, Giám đốc Sở Y tế, Phó Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Trần Kim Hảo khẳng định, trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã đồng tâm, đồng sức tham gia chiến dịch phòng chống dịch COVID-19. Đến nay, tình hình dịch COVID-19 cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi toàn tỉnh. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn được dự báo diễn biến khó lường, đặc biệt là biến chủng mới Omicron và các biến chủng khác. Do đó, tại lễ phát động, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh kêu gọi hãy thực hành ngay việc tiêm chủng vaccine nhắc lại đúng lịch và kịp thời, bởi vaccine tốt nhất là vaccine được nhắc lại bổ sung kịp thời. Đồng thời kêu gọi sự đồng lòng, đoàn kết, ủng hộ và trách nhiệm cộng đồng của toàn thể nhân dân trong tiêm chủng vaccine để chiến thắng dịch bệnh. Ngay sau buổi lễ phát động, nhiều cán bộ, công nhân viên chức, người lao động đã hưởng ứng tiêm mũi tăng cường. Hiện nay, việc tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi bổ sung và nhắc lại được Sở Y tế tổ chức triển khai trên toàn tỉnh. Điểm tiêm thường xuyên tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế chính huyện, thị xã và thành phố Huế, các trạm y tế và điểm tiêm chủng lưu động tại trường học, khu công nghiệp.